khách hàng phản ánh xe Mitsubishi Xpander bốc mùi thối trong khoang cabin. Mới đây, một nhóm khách hàng đang sử dụng mẫu xe Mitsubishi Xpander đã phản ánh về hiện tượng có mùi hôi thối bốc vào khoang cabin. Phản ánh tới Vietnam Finance, anh Nguyễn Thành Tài cho biết chiếc Mitsubishi Xpander được anh mua vào năm 2019 và sau một thời gian sử dụng thì có mùi hôi khó chịu xuất hiện trong khoang cabin. Sau khi phản ánh tới đại lý, ngày 6 tháng 11 năm 2020, anh Tài mang xe tới đại lý là công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Đà Nẵng để kiểm tra về hiện tượng trên. Trong biên bản làm việc, phía đại lý đã tiến hành thay thế cổ xả và ống xả khí thải và cho biết mùi hôi đã không còn xuất hiện trên xe. Ngày 5 tháng 2 năm 2021, anh Tài tiếp tục mang xe tới đại lý để kiểm tra sau khi tình trạng mùi hôi vẫn chưa được xử lý triệt để. Ngày 9 tháng 4 năm 2021, nhà phân phối ô tô Đà Nẵng Savico Đà Nẵng, gọi tắt nhà phân phối Savico, đã báo cáo tình trạng trên về Mitsubishi Việt Nam MMV. Theo đó, phía MMV cho rằng thành phần lưu huỳnh tích tụ trong bầu lọc khí xả là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi. Đây là hiện tượng bình thường đối với các xe sử dụng động cơ đốt trong. Đồng thời Mitsubishi Việt Nam cũng cho biết hiện tượng này không liên quan đến chất lượng sản phẩm, mà chỉ xảy ra trong quá trình hoạt động đặc biệt. Trước thông báo kết quả trên, anh Tài cho rằng xe không đủ điều kiện về khí thải, mùi hôi thối quá nồng nặc, ảnh hưởng đến người dùng và người xung quanh. Đồng thời anh Tài cũng yêu cầu phía nhà phân phối cần có phương án giải quyết triệt để. Mitsubishi Việt Nam thông báo về nguyên nhân bốc mùi hôi trên xe của anh Nguyễn Thành Tài. Không chỉ riêng trường hợp của anh Tài, theo tìm hiểu của Vietnam Finance, hiện đã có 5 chủ xe khác đang sử dụng mẫu xe Mitsubishi Xpander cũng chung hiện tượng này. Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander được mở bán bằng với 3 tùy chọn phiên bản, cả nhập khẩu nguyên chiếc lẫn lắp ráp trong nước. Ngay đầu năm 2021, khoảng 3.696 xe Mitsubishi Xpander đã bán trên thị trường bị triệu hồi gấp để xử lý hiện tượng bơm xăng bị lỗi có thể khiến xe không thể khởi động hoặc động cơ có thể ngừng hoạt động. Năm 2019, hơn 14.000 Xpander của hãng cũng từng bị triệu hồi do lỗi trên. Ngoài lỗi ở hệ thống bơm nhiên liệu, Mitsubishi Xpander bán ra tại Việt Nam cũng bị khách hàng phàn nàn về hiện tượng chảy dầu ở phuộc sau của xe.